bớt với ta. Hôm nay sướng rồi. Cái gì? Đi lại. Đừng. Ôi, đợi ta một chút rồi đi tiếp nào. Không phải lúc này đến chứ. Lại đến nữa. Mạnh thế sao? Mạnh quá ta. Cứ thế nữa phải bắt đi mất. Ngươi lại đến nữa. Long Ngạo Thiên là do ngươi ép ta. Nạp đầu một đi. Tiếng quá to như thế. Quả nạp đầu ngon thế sao? Long Ngạo Thiên, thứ ta mất trước đây, bây giờ ngươi phải trả lại. Xem chi.